Sau khi mà vào cơm xong thì bây giờ các anh chị sẽ vào topping nha quý vị các bạn nha. Ở đây thì Showmax thấy là những cái phần cơm đã vào tương đối là đầy đủ rồi này. Xá xíu này, chả này, đó, bì này, đồ chua này. Những cái hộp cơm nhìn rất là chất lượng quý vị ha. Đó, xá xíu. Là trong cái hộp cơm của mình là có xá xíu này, xá xíu, chả, chả này, bì, bì này, đồ chua, dưa leo, đồ chua, dưa leo. Đúng rồi. Cái xá xíu này nè, ngon lắm. Dạ, kem trẻ em cũng ăn được nữa. Nó hơi ngọt ngọt, ngọt, ngọt nhẹ. Dạ. Sườn thì đôi khi nó sẽ hơi dai nên chị làm xá xíu. À, chị thay sườn bằng xá xíu. Đúng rồi, mà cái xá xíu này nó dinh dưỡng hơn là cái sườn. Cái sườn khô mình ngâm để ăn nó chỉ ngon thôi chứ thật ra cái chất nó không bằng miếng xá xíu này đâu. Em ăn nó béo lắm, cái đậu ki á, nó là cái miếng đậu ki rồi chị cuộn lại. Cuộn lại. Rồi chị hấp lên rồi bắt đầu chiên ra. Với lại này nó có cái nước sốt nó dễ ăn hơn chị ha. Đúng rồi. Rồi bây giờ chị Diệu đang phát cơm cho bà con nha quý vị các bạn. Do là trong này nội quy trong này bà con tập trung đúng giờ đó, nên là bây giờ đang xuống từ từ. Quý vị các bạn thân mến, hiện tại thì Showmax cùng chị Diệu cùng các anh chị trong nhà hàng trai em Vitaba cũng đã có mặt ở ngay bệnh viện Nhi Đồng 2. Cái này là bên trong khuôn viên của bệnh viện Nhi Đồng 2 luôn quý vị. Đó, chị Diệu đang tập kết cơm này cũng như là nước suối và chuối ở đây để chuẩn bị phát cho bệnh nhân nha. Showmax sẽ quay ngược camera lại để chia sẻ những cái hình ảnh với quý vị các bạn buổi phát cơm ngày hôm nay ha. Rồi, đây có nước suối nè quý vị ha. Đó, có nước suối. Rồi, cơm. Thì một phần ăn á, thì sẽ một chai nước suối, một hộp cơm và một trái chuối ha. Bây giờ mình chia phần đó hả chị? Mình sắp lên hết rồi, cô cũng đang khóc thiếu á. À, dạ, đang khóc thiếu. Bệnh nhân xuống khóc thiếu mình khóc. Dạ. Tại vì ở đây đông lắm, phải khóc thiếu chứ hồi là không có đủ. Dạ. Ai có thiếu sát thì mấy ngàn lận, mấy ngàn bệnh nhân rồi. Rồi đây là chuối này. Đó. Chuối nha. Đây là topping của món cơm tấm chay nha quý vị các bạn nha. Cơm tấm sườn vịt giả chay. Thì hôm nay bếp chay của chị Diệu phát 200 phần cơm cho bà con bệnh nhân nha quý vị. Ở đây là những cái topping nguyên liệu này. Giờ dưa leo này. Đó, rồi chả hấp này. Bì này. Cái món này là món gì chị? Xá xíu hả? Dạ. Rồi bên này là bì ha. Có đồ chua nữa nè quý vị các bạn. Ở đây thì mấy anh chị đang vô mấy cái phần cơm này. Giờ chắc vô đủ 200 phần là đi phát luôn anh hả? Trên bàn này là hiện tại nhiêu phần chị? Có đếm không? Thì biết là chưa đủ rồi, ý là trên này là khoảng nhiêu phần đó?
xong rồi mình lại lên thêm đúng không? À. Đây khu vực bên này chị Diệu đang cách xa xíu này quý vị. Đó. Đậu kỳ hả chị ha? Dạ. Chị làm món ăn là chế biến từ nấm và đậu củ, đậu hũ à, không có xài giả giả. Hôm nay mình phát là 200 phần. Đúng rồi. À, cơm tấm chay. Đúng rồi, chứ một chai nước suối và một chai chuối. À, một chai nước suối và một chai chuối. Phát ở đâu chị ha? À, chị phát ở bệnh viện Nhi Đồng 2. Nhi Đồng 2. Dạ. Ở đó phát không biết bao nhiêu phần là đủ á. À. Cái chương trình phát cơm của nhà hàng mình là mình phát thường xuyên hay như thế nào chị? À, lâu lâu khoảng nó không phát tại vì chị phải sắp xếp được thời gian á. Thì lúc nào rảnh là chị sẽ phát. Dạ. Yeah. Thường xuyên khách hàng cũng hay đặt bên chị cái cơm từ thiện giống vậy nè. Cái phần ăn này là ở quán bán là 45.000. Dạ. Yeah. Nhưng mà làm gì ai đặt từ thiện thì chị sẽ tính lý giá là 17.000. À. Một chai nước suối. 17.000 có một chai nước suối nữa. Đúng rồi. Dạ. Cái món ăn ở nhà hàng bán làm sao là làm từ thiện y chang vậy? Y chang vậy chị hả? Ăn y chang vậy đó, cái dạ. Lượng như nhau. Ai đặt ít chị cũng làm đó, 5 phần, 10 phần cũng làm. Tại vì miếng nói cơm từ thiện là cứ 17.000, cơm 17.000. Dạ. Xôi hoặc là khách hàng mà có muốn nhu cầu đặt cái gì đó. Cái xá xíu này thơm quá chị ha? Đúng rồi, em làm một hũ kỳ nó béo lắm. Là trong cái hộp cơm của mình là có xá xíu nè. Xá xíu, chả. À, chả nè. Bì. Bì nè. Đồ chua dưa leo. Đồ chua dưa leo. Đúng rồi. Cái xá xíu này nè. Nó ngon lắm. Dạ. Nó kem. Trẻ em cũng ăn được nữa. Nó hơi ngọt ngọt, ngọt, ngọt nhẹ. Dạ. Sườn thì đôi khi nó sẽ hơi dai nên chị làm xá xíu. À, chị thay sườn bằng xá xíu. Đúng rồi, mà cái xá xíu này đó, nó dinh dưỡng hơn là cái sườn. Cái sườn khô á, mình ngâm rồi ăn nó chỉ ngon thôi chứ. Thật ra cái chất nó không bằng miếng xá xíu này đâu. Em ăn nó béo lắm, cái đậu ki á, nó là cái miếng đậu ki rồi chị cuộn lại. Cuộn lại. Rồi chị hấp lên rồi bắt đầu chiên ra. Với lại này nó có cái nước sốt nó dễ ăn hơn vậy hả? Đúng rồi. Trời ơi, trong đó thấy thương lắm. Phát một lần là 3.000 mà cũng không đủ luôn á. Không biết bao nhiêu là đủ luôn á. Nhưng mà ở đó tiền nó cái là khách chị lúc nào cũng đặt thường xuyên lắm. Đặt cái là chị cứ giao, tại vì những cái giấy phép an toàn thực phẩm nè rồi. Mình khi mình vô mình phải lưu trữ mẫu tại khóa quen á. Khách đặt cứ đưa vô đó là chị liên hệ với những khách nào cứ muốn phát là cứ liên hệ với chị, rồi chị liên hệ với chị từ trong hội từ thiện ở đó đó. Dạ. Trong con bệnh viện có một cái chị đứng ra chuyên phát cơm từ thiện. À. Làm bài bản lắm em. Không có chuyên lắm đâu, cái là có phiếu kiểu phát sẵn cho mình đó. Dạ. Mình vô cái là ai có phiếu rồi. Rồi chị cắt xong rồi. Cái shop này lên giờ mình phát cũng phát phiếu luôn á chị ha? Đúng, em phiếu thì chị nhờ chị chống em phát sẵn rồi. Dạ. Yeah. Rồi mình vô mình cứ phát thôi. Sau khi mà vào cơm xong thì bây giờ các anh chị sẽ vào topping nha quý vị các bạn nha. Ở đây thì số bác thấy là những cái phần cơm đã vào tương đối là đầy đủ rồi này. Xá xíu này, chả này, đó, bì này, đồ chua này. Những cái hộp cơm nhìn rất là chất lượng quý vị ha. Đó, xa xíu. Rồi cái này là dầu dầu hành hay dầu hẹ đấy chị? Dầu hẹ. Hiện tại bây giờ là 8:30 rồi. Tầm khoảng 10:30 á thì các anh chị sẽ chuyển những cái phần cơm lên bệnh viện cho bà con bệnh nhân. Chắc là cũng kịp giờ luôn á. Xong rồi, sợ không kịp. Dạ. À không xài trứng hả chị? Chay đang thùng chay luôn á. Dạ. Chị sử dụng đậu hũ không à? Có hộp nào hoàn tất cho gì? Mấy hộp này cho hoàn tất cho nước mắm vô luôn em.
cho nước mắm vô rồi là xong á. Đây những hộp này là đã hoàn tất rồi nè quý vị ha. Đó, chả hấp này. Đó. Xá xíu này, bì này. Dưa leo đồ chua ha. Còn một chai nước suối và một trái chuối nữa. Đó là cái phần ăn ngày hôm nay. Chị Diệu cùng các cô các chị trong nhà hàng chay Amitabha chuyển lên cho bệnh nhân nha quý vị bạn ha. Đây quay lại cái topping này. Rất cho thùng vô trong luôn em, chị sắp luôn. Để sát góc ở đây. Cho chị thao bì lên luôn đi sang. Thao bì chỗ em á. Thao nguyên cái thao bự luôn. Được hộp nào là mình vô hộp đó luôn chị ha. Đúng rồi, em đóng cho chống cái bàn để rộng á. Dạ. Đóng thùng luôn cho nó gọn để mình tiếp tục vô nữa. Thường là vô cái cơm giờ này là nóng luôn á. Dạ. Con ăn mở ra là nóng luôn. Lúc mà bà con dùng là đang còn nóng luôn cái gì hả? Ừ. Rồi sau khi xong một đợt cơm đầu tiên, tiếp tục cái đợt cơm thứ hai nha quý vị các bạn nha. Cho dưa leo mọi ạ. Trên bàn là số bác thấy một lần như vậy là cả mấy chục hộp rồi quý vị các bạn. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Một hàng là vào khoảng 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 hộp. 12, 24. 24, 48 60 rồi. Chắc em nghĩ là một đợt đó là đủ quá chị ha. Còn nữa không sao, còn nữa em. Còn nữa luôn hả? Còn bờ wow. Vậy phải hơn chứ. Đây thùng này là 100 nè, đây vung thùng này là 100. Đây vung là 100, dạ. Đầu tiên là chị cho bì ha. Rồi cô cho dưa leo. Đây cái hộp cơm chị... từ thiện thì chị cũng trình bày á, trình tự lắm. Ở bên đâu dưa leo là dưa leo rồi tới bì chả rồi sắp trình tự lắm chứ không có lộn xộn. Dạ. Đó rối vậy ha. Làm góc từ. Nào là bên góc đấy hả? Đó một cô vào cơm, một cô vào dưa leo. Rồi một chị vào đồ chua. À, đây là những cái hoạt động từ thiện
phát cơm cho bà con bệnh nhân mà chị Diệu rất là thường xuyên làm tại nhà hàng chay Amitabha, chứ không phải là Xuân Bắc đi quay rồi mới làm đâu nha quý vị nha. Cái này là chị làm khá là thường xuyên đó, do là trên kênh của mình cũng có quay về những cái nội dung phát cơm từ thiện này kia đó, thì chị cũng chia sẻ luôn. Thì quý vị các bạn có muốn đặt cơm chị Diệu nấu để đi phát từ thiện thì quý vị liên hệ ha. 17 hay 18 chị? 17 ngàn nha quý vị. Với một chai nước suối. Một chai nước suối nữa. Cơm mà còn có nước suối nữa quý vị ha. Cái chả này mình làm thì mình không có trứng hả chị? Không em, đậu hũ. Đậu hũ không ạ? Lớp vòng vàng ở trên là bột giòn á, bột chiên giòn với dầu điều á. Dạ. Ở trên kênh chị có chia sẻ cách làm chả luôn á. À. Xá xíu cũng có chia sẻ luôn. Có luôn. Có. Mà cái chả này chị không có hấp bằng thủy hấp đâu nha. À. Chị làm bằng lò vi ba cho nên cái chả nó rất là khô, nó không có ướt mà dai nữa, coi như mình kiểu như mình hấp khô vậy ha. Đúng rồi, chứ mà hấp cách thủy nhiều khi là có nước đúng không? Đúng rồi, nó hay có nước thì nó dễ bị chua em, cái đó thì phải ăn liền. Sau khi mà vào topping hoàn chỉnh thì chị cho xá xíu với lại chả. Chả ở đây thì chị Diệu chia sẻ là không có làm không có trứng này. Và cái thứ nhất này không có hấp cách thủy mà chị hấp bằng lò vi sóng đó quý vị ha, lò vi ba đó. Nó khô và mình để được cũng lâu hơn. Cái thời gian so với chả mà hấp bằng nhiệt cách thủy. Các anh chị các cô làm rất là đều việc, một chút xíu thời gian thôi là đã gần như là hoàn tất. Ở trên đây là khoảng 60 hộp nha quý vị các bạn nha. Hơn 60 hộp. Cái bì này sáng chị cũng mới làm luôn á. Dạ. Bì với xá xíu là sáng mới làm. Làm sáng sớm rồi chị ha, làm chắc rồi. Làm từ khuya. Từ không, 7 giờ mấy bắt đầu làm á. À, ủa nhanh vậy luôn hả? Còn cái chả này mình hấp mấy giờ? Chả này chị làm hôm qua. Hôm qua. Cái gì tủ lạnh là sáng chị mới hấp lại. Mới kịp đúng không? Đúng rồi. Chứ không là đâu có kịp. Hai cái lò vi ba đó. Dạ. Nên hôm qua thì chiều hôm qua mình làm công việc nhà hàng xong là mình quay qua mình làm chuẩn bị cho ngày hôm nay hả? Đúng rồi em. Dạ. Mình phải sắp xếp trước mới kịp, tại vì trong bệnh viện là phát phiếu sẵn 10 giờ rưỡi là bà con đã đứng sẵn hết rồi. Dạ. Có giờ rồi có phát phiếu đầy đủ hết rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Cho nên không có để bà con đợi á. Dạ. Đúng giờ là mình vô phát nhanh lắm, phát cũng nhanh nữa. Một lần như thế này là 60 hộp. Thì nãy giờ là 120 hộp rồi quý vị. 120 hộp rồi. Quy Hà thiếu xíu. Thì còn khoảng 80 hộp nữa. 80 hộp thì có nghĩa là một đợt, hơn một đợt nữa. Nguyên cái hàng trăm. Ủa chị, ở đây mình có mình ví dụ như mà có bà con hoặc là khán giả người ta đặt đó, ta đặt ta từ thiện đó là mình chỉ làm cơm tấm thôi hay là không, có làm tùy khác tùy không? Theo cái món mà bà con yêu cầu. À, bà con yêu cầu bánh luôn. Nước cũng vậy, nói chung là đồng giá 17 ngàn với chai nước suối. À. Nói bánh... chung bà con yêu cầu món nào mình làm món đó hả chị? Đúng rồi. Bánh nước hay là món gì cũng được. Đồng giá là 17. Một chai nước suối đi kèm. Có bánh ướt đó nha quý vị ha.
Ủa thường nào do mình xôi nấu mặn này, nữa. Hồi giờ mình nấu lên những món gì chị? À, tùy theo khách đặt nè, có lúc là bánh ướt, có lúc xôi mặn, có lúc bún xào, tùy theo à. Bún xào. À, thường là cơm tấm là dễ ăn nhất, cơm tấm với bánh ướt. Cơm tấm ăn chắc bụng nè. Đúng rồi, với lại người lớn ăn xôi cũng được, trẻ em cũng được. Dạ. Xôi thì cũng ngon lắm ạ. Rồi vậy là xong rồi đó. Rồi bây giờ lại đóng hộp cái đợt cơm thứ hai để vào trong thùng cho đầy thùng ha quý vị ha, để trong cái thùng cà tông đóng gói. Chúng ta quay sơ qua cận cảnh cho quý vị các bạn xem. Sau khi mà hoàn tất thì mình sẽ di chuyển theo chị Diệu ra bên khu vực bệnh viện để phát cơm cho bà con bệnh nhân ha. Rồi bây giờ chị Diệu đang phát cơm cho bà con nha quý vị các bạn. Do là trong này nội quy trong này bà con tập trung đúng giờ đó, nên là bây giờ đang xuống từ từ. Rồi bà con mình nhận cơm nha. Dạ. Rồi trong khi mà chờ chị Diệu chuẩn bị những cái phần cơm cho bà con đó và chuẩn bị chờ bà con tập kết để phát cơm, số mắc cũng ăn thử một hộp cơm. Đây là hộp cơm là chị Diệu làm riêng cho số mắc nha, chứ không phải mình lấy hộp cơm của bệnh nhân mình ăn đâu nha quý vị nha. Làm riêng để số mắc thử cái một cái phần cơm mà chị Diệu làm phát cho bệnh nhân là như thế nào nha quý vị. Đó. Mình sẽ chan nước mắm lên. Nhìn cái hộp cơm cũng rất là chất lượng luôn quý vị ạ. Rồi xong ăn thử nha. Ăn tại trong bệnh viện luôn nha quý vị. Cháy xa xíu nó ngon. Bá cháy luôn. Chả ngon quá. Trái chuối. Một chai nước. Ngon. Hộp cơm dễ ăn quý vị. Cái chả hấp này dễ làm rất là ngon. Không có trứng nha quý vị nhé. Không có trứng.
Chả hấp ngon. À, bà con vẫn đang tập trung lấy cơm khá là đông nha quý vị các bạn nha. Như vậy là hôm nay Showmark cũng đã chia sẻ với quý vị các bạn cái buổi phát cơm của chị Diệu bên nhà hàng chay Amitabha. Hôm nay chị phát 200 phần cơm cho bà con bệnh nhân. Đây cũng là những cái hoạt động diễn ra rất là thường xuyên vào mỗi tháng của chị Diệu và nhà hàng chay Amitabha nha quý vị các bạn nha. Phát cơm từ thiện. Rồi, xin phép được kết thúc video ở đây. Xin chào và xin hẹn gặp lại quý vị khán giả trong những video tiếp theo nha. Do là nội quy ở đây cũng không được quay phim ghi hình nhiều, cho nên là Showmark quay sơ thôi để chia sẻ với quý vị các bạn thôi. Cái này tại vì ở bên này là bên trong khuôn viên của bệnh viện đó quý vị các bạn ha. Bên ngoài thì mình quay thoải mái nhưng mà bên trong này thì quay hạn chế lắm. Không có cho quay ghi hình nhiều. Nên là thôi, Showmark xin phép được kết thúc video ở đây ha.